chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Phương Uyên. Tên của bạn ứng với số 2. Số 2 tượng trưng cho sự hòa nhã, ngọt ngào, sẵn sàng giúp đỡ và xã giao khéo léo. Liên hệ với mặt trăng, tương đương với ái nữ thổ tinh. Một thiếu nữ đang ngồi tiêu biểu cho quyền năng thiêng liêng, huyền bí. Và mọi sự bí mật trong cuộc đời đều chỉ được khám phá bằng sự thông minh của trí óc. Và mọi sự hiểu biết đều có sự hỗ trợ của ý chí kiên cường. Xét về tính tình và nhân cách, đây là những người rất tế nhị trong việc giao thiệp, biết xét đoán người khác, cộng tác ngoan ngoãn với những người khác hơn là lãnh đạo họ, thích sự quen thuộc, thân mật, yên ổn hơn là những gì mới lạ, thường trầm lặng, dè dặt, cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi hành động, thích sự hòa thuận, cộng tác, không ưa cãi cọ, xích mích, vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn vào sự thành công của họ. Dễ thất vọng, chán nản, lo nghĩ nếu gặp phải những chuyện không vui. Nếu sử dụng đúng chỗ, tính nghịch thiệp sẽ đem lại nhiều kết quả không ngờ. Nếu không dùng đúng chỗ, có thể xảy ra chuyện bất hòa. Dễ bị chi phối bởi tình cảm hơn là lý trí. Là những người lãng mạn, dễ xúc động, hòa nhã. Tuy có vẻ thản nhiên, trầm lặng bên ngoài, thật ra có nhiều khi cười bên ngoài mặt, khóc thầm bên trong. Khi vui thì thật là vui, khi buồn thì thật là buồn. Rất dễ gây tình bạn, ít đòi hỏi ở người khác, nhưng lại không phải người ưa sống tập thể. Không thích làm trung tâm vũ trụ, không thích làm người khác chú ý. Thích là khán giả hơn làm diễn viên. Chịu khó làm việc hăng hái, vì vậy dễ đem lại thành công trong công việc tổ chức. Ít khi mất bình tĩnh. Khi đau khổ hay giận dữ thường có tính thâm trầm, ngậm đắng nuốt cay hơn là bộc phát. Ưa hòa bình, thích phục sức trang điểm và sống nhiều về tình cảm. Về công việc, năng khiếu và tiền bạc, đây là những người có óc sáng tạo và tưởng tượng, nhưng có khả năng nhiều trong công việc, người thừa hành hơn là cấp chỉ huy, cộng tác hơn là tranh chấp. Chẳng hạn làm diễn viên giỏi hơn làm đạo diễn, chơi nhạc hay hơn là soạn nhạc. Họ dễ thành công trong những việc đòi hỏi sự tế nhị như giao dịch, nhất là những nghề về tâm lý, xã hội học, cố vấn, phụ tá, thư ký, vì dễ đem lại tình cảm cho kẻ bị bối rối, đau khổ, bệnh tật. Các ngành thích hợp khác như dạy học, nghiên cứu y khoa, kế toán, là nhân viên cộng tác chân thành, đắc lực, tín cẩn và có lương tâm. Ít gặp sự may mắn trên đường công danh, ít đòi hỏi, căm phận, thủ thường, thiếu tính tranh đấu. Nếu là chủ nhân, rất dễ chịu, ít ra lệnh, ít thúc giục. Tiêu tiền rất hợp lý và chắc chắn, ít phung phí trừ trường hợp đối với người yêu. Ghét nợ nần, thường dành dụm từng đồng, kinh doanh những việc chắc ăn, không ít lời, không dám liều lĩnh, không có đầu óc đầu cơ. Vì mềm yếu, dễ bị bạn bè lợi dụng, vay mượn, ngược lại rất ngại ngùng trong việc vay mượn người khác. Xét về mặt tình duyên, là bạn đời lý tưởng của, với nhiều khía cạnh, chan chứa tình yêu thương và sẵn sàng với người yêu của mình. Người vợ số 2 thường tìm đủ mọi cách để đem lại hạnh phúc cho chồng, dù phải hy sinh nhiều, giúp đỡ chồng rất nhiều. Người chồng số 2 thì rất hòa nhã, dễ thương, ít đòi hỏi hoặc độc đoán, lại có thể đem lại các bà chi phối vì quá nể nang. Cần phải lưu ý đừng để khuynh hướng lãng mạn chi phối bản tính của bản thân mình vì họ quá mềm yếu trong tình yêu. Cần phải nhận thức là thực tế cũng quan trọng như lãng mạn. Kết bạn trăm năm được với những các số khác,
Tuy nhiên muốn hạnh phúc lâu dài nên kết hợp với số 2, số 4 hoặc số 6. Tuy bị chi phối, người số 2 vẫn thấy rất thích hợp với những người số 1 và số 8. Có thể gặp sự yêu mến ở những người số 3 và số 5, kết hợp với người số 7 và số 9 chỉ đem lại những ưu phiền và chịu đựng. Mời quý độc giả tham khảo những chương trình tiếp theo của Phong Thủy và Số Phận.